Hello các bác, tiếp tục quay trở lại với Solar với anh. Và trong video ngày hôm nay em xin phép giới thiệu chi tiết cho các bác về cách sử dụng này, về combo cách sử dụng thông số kỹ thuật của hai bộ trạm phát điện năng lượng mặt trời 2000W và 3000W các bác nhé. Đầu tiên em xin phép giới thiệu các bác là mẫu trạm phát điện năng lượng mặt trời 2000W các bác này. Đấy, và 2000W nhé. Thứ nhất là về kích thước các bác nhé. Kích thước của đó là dài là 44cm, rộng là 28 và cao là 34cm nhé. Đấy, là con 2000W này thì các bác này nhìn là được tích hợp sẵn một con inverter 2000W bản 12V các nhá, 12V và một con điều khiển sạc MPPT 30A các nhá, MPPT 30A. Và tiếp theo nữa là một khối pin lưu trữ, trong này có sẵn một khối pin lưu trữ là 12V 100Ah các bác nhá. Đấy, có thể lưu trữ được khoảng tầm 1 ký đến ký mốt điện. Trong trường hợp các bác muốn dùng nhiều điện hơn nữa, lưu trữ nhiều nữa thì tăng bình, bên em tăng bình các bác nhá. Đấy thì bình này thì bên em ghép theo nhu cầu của khách, tăng bình lên. Đấy, ví dụ khách cần 112V 100 hoặc là 150 hoặc là 200 hoặc lớn hơn đều ghép được các bác nhá. Đấy, bộ kích thước này tương đối lớn thì các bác ghép thoải mái. Đây này, khởi động của nó các bác này. Đầu tiên là các bác tắt đi này. Đây là ban đầu nhá. Tắt cho các bác xem này. Đầu tiên là khởi động cái nút đây là hút nguồn các bác này. Đấy, nút nguồn này. Các bác này, thấy chưa? Đấy thì bắt đầu khởi động như này. Đấy thì bắt đầu các thiết bị đầy đủ nhá. Đây còn ngoài ra có đèn LED nhá các bác nhá. Nhìn đèn LED này. Đấy và cổng USB, đây các cổng USB này, các cổng DC 12V. Đấy cổng AC đây. Em giới thiệu qua cho các bác về ngoại hình các bác nhá. Đây tiếp theo nữa là hai cái tay sách này. Đấy, cái bộ này chạm cũng tương đối nặng nên là các bác phải cần cái tay sách tương đối để chắc chắn. Đây quạt gió các bác nhá, hệ thống quạt gió làm mát này, cổng kết nối thêm bình lưu trữ ở ngoài này. Đây là công tắc bật tắt kết nối PV của đầu vào PV nhá. Và đây là rắc các bác nhá, rắc kết nối tấm pin từ tấm pin xuống qua cổng XT60 này. Cực kỳ là ok chất lượng các bác nhá. Thì với combo này thì em tích hợp sẵn cho các bác là một tấm pin 150W, trong trường hợp các bác dùng nhiều hơn nữa thì tăng tấm pin lên các bác nhá. Tức là cái bộ này các bác thể tăng một tấm 150 thì cũng thêm nữa là ok nhá. Trong hợp muốn tăng nhiều hơn nữa thì các bác là thêm bình thêm tấm pin, thêm bình lưu trữ lên các bác nhá, để dùng thiết bị nhiều hơn. Thế thì trong hợp các bác tăng thì cứ liên hệ bên em, thì bên em tích hợp bên em sẽ tư vấn cho các bác cụ thể. Đây bác nhá, bây giờ em test cho các bác là âm siêu tốc của con trạm 2000 này. Đây bác nhá. Đây bác nhá. Đấy, con 2000 này cũng chạy ống siêu tốc ok bác nhá. Đây này. Chạy cả ống siêu tốc bác nhá. Đây bác nhá, đấy chạy ống 2000 này, bác là đủ hạt tổ là 2000 bác nhá. Đấy. Khuyến cáo chỉ dùng khoảng 80% đổ lại thôi, nhưng mà đây em test thử cho bác là chạy 2000 đủ rồi bác nhá. Về bản chất của con inverter trong này nó là 2 ký 3 cơ. Đấy nhưng mà nên là em chỉ khống chế cho bác là chạy 2000 thôi. Đấy các bác nha, chạy âm siêu tốc ok. Đấy, chạy nồi cơm này, âm tốc thử xong rồi nhá, em chạy nồi cơm cho các bác này. Ok. Đấy các bác nha. Đấy, mang cái máy cắt đi chơi. Đấy các bác nha, đây còn bộ này là còn đây nồi cơm các bác này. Các bác nhìn nồi cơm là hai chạy tại 400 458 459 này. Đây em cắm luôn cái máy cắt vào đây. Nha, đây em thử máy cắt cho các bác xem. Máy cắt cho các bác xem nhá. Đây là máy cắt này. Máy cắt này công suất là 950W nhá. Không cần. Chạy cực kỳ ok luôn nhá. Máy cắt này máy cắt 950W, chạy cực kỳ ok, chạy trên 10 cơm điện. Đây là cực kỳ ok luôn nhá. Chạy cả 10 cơm điện mà nhất máy cắt thì chạy khá ok. Đây các bác nhá. Đấy thì chạy cực kỳ ok, đây em giới thiệu cho các bác là bản 2000. Nhá, và 2000 thì cũng chạy mới thị mạnh khá cơ bản thôi, âm siêu tốc, nồi cơm, máy khoan cũng khá cơ bản, còn tủ lạnh thì đơn giản thôi, TV tủ lạnh cực kỳ đơn giản đấy bác nhá. Mẫu tiếp theo em giới thiệu các bác là mẫu trạm phát điện năng lượng mặt trời là 3kW, bản này bản lớn hơn các bác nhá, bản lớn hơn. Thì em giới thiệu các bác là về thông số của nó này, kích thước cũng giống hệt con 2000 các bác nhá, cổng kết nối cũng y hệt thế nhưng mà nó khác, nó có inverter trong này. Đấy, con inverter trong này là 3kW các bác nhá, 3kW bản đủ đấy các bác nhá, thực tế nó là 3 ký 3. Đấy nhưng mà em thì khống chế là cho bác chạy 3 ký thôi, nên là em đặt khống chế cho bác chạy 3 ký, nên là bác lưu ý đừng có dùng quá. Cái gì thiết bị các bác dùng 78% đổ lại thôi chứ đừng quá thì nó không bền được thiết bị đâu nhá. Bác dùng thế là ok rồi. Nó nha. Đấy thì là một con tiếp một con inverter 3 ký này, một con MPPT 30A. Đấy, cổng MPPT này là 30A. Đấy, cũng cổng kết nối bình lưu trữ ngoài và con bình lưu trữ là LiPo4, tức là lithium sắp hút phát là 24V 100Ah các bác nhá. 24V 100Ah tức là lưu trữ được khoảng tầm 2 ký 2 điện. Trong hợp các bác dùng nhiều vẫn tăng tấm pin này, tăng bình lưu trữ ngoài nên cực kỳ ok. Và giờ em xin test cho các bác cũng thế, nói chung là con 2000 em còn chạy được các bác nhá. 2000 cũng còn chạy được, cái con này thì sự nó đơn giản quá, vừa hồi cứ test thủ tục cơ các bác nhá.
cả ấm siêu tốc lẫn máy khoan, máy cắt thì cực kỳ ok bác nhá. Đấy thì cực kỳ đủ tải. Đấy thì là em xin phép giới thiệu cho bác hai mẫu thế thôi. Đấy còn trong trường hợp các bác cần tư vấn kỹ hơn về hai mẫu này thì liên hệ với hotline bên em để bên em có các bạn kỹ thuật tư vấn cho các bác chi tiết từng nhu cầu sử dụng các bác nhé, từng thông số, từng nhu cầu dùng phát triển như thế nào. Đấy thì là các bạn sẽ tư vấn kỹ cho các bác nhé. Đấy thì video ngày nay em sẽ kết thúc tại đây. Chào hẹn lại các bác ở video tiếp theo.